Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, chương trình Ngon và Lành cũng đã từng giới thiệu cho quý vị rất nhiều cách để chúng ta có thể nhuộm màu thực phẩm một cách an toàn và tự nhiên nhất. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị một loại nguyên liệu có xuất phát từ vùng núi cao Tây Bắc, đó là lá cẩm. Lá cẩm sẽ được dùng để nhuộm màu thực phẩm như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với bạn Trần An Hiếu Anh. Xin chào bạn. Chào chị ạ. Đầu tiên thì Hiếu Anh có thể giới thiệu qua một chút về loại lá cẩm này được không? Dạ vâng ạ, đây là lá cẩm đỏ và đây là lá cẩm tím. Nhà em thường dùng trong mỗi dịp lễ Tết và nó là tự nhiên nên là rất là tốt cho sức khỏe ạ. Xuất phát từ cái lý do nào mà gia đình mình lại dùng là chọn lá cẩm chứ không phải là một cái loại nguyên liệu từ tự nhiên khác nhỉ? Lá cẩm này là xuất phát từ truyền thống gia đình em, từ bà nội em là người dân tộc Tày và sau đó mẹ em học tập từ bà. Và mẹ em đã truyền dạy lại cho em về cách làm lá cẩm để chế biến trong những món ăn hàng ngày như là đồ xôi, làm thạch, làm bánh da lợn và rất nhiều món ăn khác nữa ạ. Thế cái cách thức mà mình lấy màu được cái lá cẩm này thì như thế nào nhỉ? Cách làm thì rất là đơn giản, mình chỉ cần đun sôi lá, sau đó là dùng cái màu để chế biến những món ăn như là đồ xôi, làm thạch và làm bánh da lợn như là tất cả những món ăn khác ạ. Cách thức để lấy màu của lá cẩm thì rất là dễ, chúng ta chỉ cần đun sôi lên và sau đó chắt nước ra để nguội. Và sau đó mình, ví dụ như là mình đồ xôi, mình phải để nguội và ngâm với gạo trước khi đồ vài tiếng ạ. Lá cẩm có tên gọi khác là lá nếp cẩm, thuộc loại cây thân thảo lâu năm, cao khoảng từ 50 đến 100 cm, được trồng nhiều ở vùng Đông Nam Á. Lá của cây lá cẩm được dùng để làm dược liệu, thu hái vào mùa hè hoặc các thời điểm khác trong năm, trừ mùa đông. Lá cẩm gồm hai màu chính là cẩm đỏ và cẩm tím, là hai loại được trồng. Riêng cẩm vàng thường mọc hoang nên được gọi là cẩm dại. Lá cẩm đỏ còn có tên khác là trầm thủ. Đặc điểm lá có hình bầu dục, phần gốc lá thon dài và có màu xanh lá đậm, bề mặt lá không có màu trắng và dịch tiết ra có màu đỏ. Lá cẩm tím có hai loại, tím đậm, tím Huế hay còn gọi là trầm khâu và tím hồng gọi là trầm lai. Trầm khâu có lá hình bầu dục, có nhiều đốm trắng xuất hiện dọc gân lá và dịch tiết ra có màu tím. Trầm lai lá tựa hình quả trứng, gốc lá tròn, có màu xanh nhạt, phiến lá mỏng hơn và khi bấm nhẹ thấy dịch tiết ra có màu tím hồng. Lá cẩm vàng hay còn gọi là trầm hiên. Phần đầu lá thon nhọn, lông tơ mọc xuất hiện ở hai bề mặt lá. Lá có phần nhăn nheo và dịch tiết ra có màu vàng xanh. Tức là cái lá cẩm này là trước khi mình đun là mình đã phải rửa sạch rồi đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Chị thấy thường là lá cẩm tươi này cũng khá là hiếm đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Là mình sẽ phải gửi từ ở trên vùng cao xuống và sau đó thì mình mới bắt đầu rửa và mình chế biến ạ. Mình có thể có những cái cách như là mình đun và sau đó mình cất ở trong tủ đông để những lần sau mình dùng nó sẽ thuận tiện hơn ạ. Tức là một lần dùng là mình có thể lấy nhiều đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Là mình sẽ đun, sau đó là mình cất vào tủ đông để những lần tới mình dùng ấy ạ. Đấy cũng là một cách mà mình dùng đồ tươi nhưng mà mình vẫn dùng được nhiều lần đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thế thì mình sẽ cho lá vào ngay từ lúc nước còn lạnh. Dạ vâng ạ. Sau đó thì mình sẽ chờ tầm khoảng 10 đến 15 phút ạ. Đây là sau 20 phút đun là chị thấy nó đã từ màu trong nó chuyển thành một màu tím hồng, trông rất là đẹp. Khi mà mình ngửi cái mùi nó cũng rất là thơm, thơm thanh thanh mát. Và cái lá này nó đã mềm hết rồi. Mình cứ hình dung mà giống quá trình mình luộc rau đúng không? Vâng, và cái lá này thì nó rất là mát. Nên là mình có thể dùng vào mùa hè như là đồ xôi nó cũng sẽ không bị nóng đâu ạ. Đúng rồi, rất là hay. Tức là nó là vừa là nhuộm màu mà nó lại còn có cái tính mát, nó cân bằng lại cái độ nóng của đồ nếp vào mùa hè đúng không? Vâng ạ. Tức là mình đun càng lâu thì cái màu nó sẽ càng đậm. Màu nó sẽ càng đậm hơn ạ. Ở đây em thì em đã có chuẩn bị sẵn trước một bát nước. Và sau khi nguội thì nó sẽ đậm màu hơn so với lúc còn nóng. Khi còn nóng thì có vẻ là nó sẽ thiên về màu đỏ nhiều hơn, hồng đỏ đúng không? Vâng ạ. Còn đây là bát nước mà em đã chuẩn bị là nguội rồi thì nó đã có màu tím đậm như này. Vậy cái công đoạn tiếp theo để mình nấu xôi thì như thế nào? Về phần nấu xôi thì đây là gạo và em đã ngâm trước đó vài tiếng. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng gạo này ngâm với cả nước tím, ngâm khoảng 2 đến 3 tiếng và độ đậm nhạt của màu sắc nó cũng sẽ dựa vào thời gian mình ngâm ạ. Tức là mình muốn đậm thì mình ngâm lâu hơn một chút. Vâng ạ.
Cái tỷ lệ gạo với cả nước thì chắc cũng không cần phải quá chính xác đâu đúng không? Vâng ạ, mình chỉ cần áng chừng thường sẽ là 1 cân gạo với cả nửa cân lá là nó sẽ ra được màu đẹp nhất đấy ạ. Nó sẽ tốt cho những người bị ho hoặc cũng có thể là cho những em bé nhé bị rôm sẩy ạ. Nhịn nhọt à? Vâng đun cái nước mình lên. Đun nước tắm để cho các em bé ấy ạ. À, tức là cái lá này nó rất là phù hợp vào mùa nóng, mùa hè đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Phù hợp cho cả người lớn với cả em bé đấy ạ. Tức là mình sẽ, sau khi mình đổ gạo vào là mình sẽ ngâm trong khoảng độ 2-3 tiếng. Vâng ạ, ngâm trong khoảng 2-3 tiếng và sau đấy là chúng ta sẽ đổ xôi ạ. Sau khi ngâm trong vòng khoảng 2-3 tiếng thì chúng ta sẽ vớt gạo ra và sau đó chúng ta đổ ạ. Tức là mình sẽ loại bỏ cái phần nước đi đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Cái lá cẩm này là cái cách thức mà mình ngâm gạo nếp với cái nước lá cẩm này là mình cũng có thể sử dụng để làm bánh chưng và bánh tét đúng không? Vâng ạ. Có thể làm rất là nhiều loại bánh từ lá cẩm ạ. Cái xu hướng mà mình nhuộm màu của thực phẩm thì bây giờ cũng rất là phổ biến đúng không? Vâng ạ. Và càng có vẻ như là càng ngày mọi người càng tìm về những cái nguyên liệu tự nhiên. Đúng rồi ạ. Ngoài cái việc là nó tạo một cái màu rất là đẹp mắt thì nó lại còn tốt cho sức khỏe nữa. À, cái gạo nếp mà để đồ xôi này thì là em thường hay chọn loại gạo nếp như thế nào? Thường thì em sẽ chọn những loại nếp nương vì nó là loại hạt dài. Khi mà đồ lên thì nó sẽ không bị nát và nó sẽ rất là dẻo, ngon ạ. Tức là cái hạt nó vẫn còn sõi đúng không? Vâng ạ. Đây là mình có lót thêm một miếng lưới à? Vâng ạ. Mình dùng cái miếng lưới này là để cho hạt gạo sẽ không bị rơi xuống dưới và hơi nước nó sẽ được tản đều hơn ạ. Đỡ bị chỗ nhão, chỗ khô. Vâng, đúng rồi ạ. Cứ tắt lên đi, đỡ lại một tiếng. Xôi này thì mình sẽ đổ trong bao nhiêu lâu thì được nhỉ? Xôi này mình sẽ đổ trong tầm khoảng từ 20 đến 30 phút là nó sẽ vừa chín và mình có thể dùng luôn được ạ. Thế thì em có một cái bí quyết nào để đổ xôi cho ngon không? Trong lúc đổ thì nếu mà với những người bình thường ăn thì chúng ta có thể cho thêm mỡ gà hoặc là cho nước cốt dừa để cho hạt gạo nó bóng và nó thơm hơn. Còn với những người ăn chay thì chúng ta sẽ chỉ cho thêm nước cốt dừa để cho xôi nó có thêm độ thơm ngon hơn thôi ạ. Dẻo hơn đúng không? Vâng ạ. À, thế thì em sẽ cho cái mỡ gà hoặc là cái nước cốt dừa vào cái giai đoạn nào? À, thường thì em sẽ cho vào lúc mà mình đã đổ được khoảng tầm 15 phút. Xôi nó đã hơi xe xe mặt rồi. Vâng ạ, là lúc đấy là xôi gần chín rồi đấy ạ. Và sau đó thì chúng ta sẽ đảo đều xôi lên và tiếp tục chờ trong vòng 10 đến 15 phút nữa là được ạ. Ở đây thì chị thấy có cả đỗ xanh nữa nhỉ? Mình sẽ dùng làm gì? Vâng ạ. Nếu mà mình chỉ đồ xôi để bình thường mình ăn thì mình sẽ không cần đỗ xanh. Nhưng mà với những dịp lễ Tết thì chúng ta có thể trang trí xôi bằng cách là chúng ta đồ đỗ chín lên và sau đó thì chúng ta sẽ đóng vào khuôn nữa ạ. Thế thì cái đỗ xanh này mình sẽ phải làm gì nhỉ? Đỗ xanh này mình sẽ phải ngâm trong vòng 2 tiếng trước khi đồ. Chúng ta sẽ đồ chín và sau đó thì mình đóng vào cùng với xôi thôi ạ. Tức là mình ngâm với nước lạnh đúng không? Vâng ạ. Tức là cái thành phẩm mà xôi đỗ xanh thì mình có thể là thắp hương các cái ngày rằm mùng 1 cũng vâng, được đúng rồi đấy ạ. Ngâm đỗ vào trong nước lạnh này khoảng 2-3 tiếng ạ. Vâng ạ. Sau đó là mình đồ trên chõ bình thường đúng không? Vâng ạ. Sau khoảng 20 đến 30 phút thì bây giờ chúng ta sẽ lấy xôi ra. Màu tím rất là đẹp. Thì vào cách mình pha màu là mình sẽ có các cái màu lá cẩm khác nhau như thế này đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Màu sắc rất là đẹp, tự nhiên. Thank you.
trước khi đóng khuôn vào xôi là mình sẽ bôi một lớp mỡ gà đúng không? Vâng ạ. Để cho nó không bị dính mà nó cũng sẽ thơm hơn nữa đấy ạ. Bóng xôi hơn. Cái đậu xanh hấp chín này thì em có cho gia vị gì không? Dạ em không ạ, em sẽ để nguyên. Để nó giữ được cái vị bùi của hạt xanh của gà. Vâng, đúng rồi ạ. Cho nhiều nữa. Nhiều nữa tí nó hết. Không. À vẫn còn trong bếp. Không phải, chỉ cần thế thôi. Còn cái kia đóng xôi không cũng được. Em cứ cho nhiều đậu xanh cái này cho nó đẹp. Cho một cái cho đẹp hẳn. Cho nó hẳn cái lớp vàng nó dày hẳn. Lấy cái viên á. Dàn cái này á. Và với cách làm này thì mình hoàn toàn là có thể thay đổi các cái màu sắc xôi đúng không? Vâng ạ. Cách kết hợp xôi để trong các cái dịp khác nhau của gia đình. Sau một khoảng thời gian bạn Hiếu Anh giới thiệu với những cái bước rất là đơn giản và nó chỉ hơi mất thời gian một chút thôi, nhưng chúng ta đã có được một thành phẩm xôi 3 màu. Vâng ạ. Và hoàn toàn những cái màu sắc này chúng ta có chế biến được từ các loại lá cẩm có màu khác nhau và kết hợp với cái đỗ xanh nữa thì đã ra một thành phẩm xôi rất là đẹp mắt và còn ngon và tốt cho sức khỏe nữa đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Xin cảm ơn em. Vâng, hy vọng đây sẽ là một gợi ý rất là hữu ích cho những ai yêu thích món xôi để có thể sử dụng vào mùa hè. Với sự giới thiệu của bạn Hiếu Anh thì chúng ta sẽ có thêm một gợi ý để làm màu làm đẹp hơn cho những món ăn vừa hấp dẫn và vừa tốt cho sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo. Với tác dụng nhuộm được nhiều màu đa dạng, đặc sắc, lá cẩm được sử dụng khá phổ biến trong việc tạo màu, tăng thêm phần bắt mắt cho các món ăn như các món bánh, chuối lá cẩm, bánh ít, bánh tét, thạch rau câu lá cẩm, gà bó xôi lá cẩm. Lá cẩm có vị ngọt nhẹ, tính mát, được sử dụng rất nhiều trong y học cổ truyền và đem lại nhiều hiệu quả về mặt y học. Lá cẩm có tác dụng thanh nhiệt, chỉ huyết, tiêu thủng và giải độc, thường được sử dụng kết hợp với nhiều loại thuốc khác để giảm ho, cầm máu và hỗ trợ điều trị tiêu lỏng, giảm viêm xương khớp.